Thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin khá cũng rất đáng chú ý. Tiếp tục những thông tin liên quan đến vụ án Đường Nhuệ tại Thái Bình. Thưa quý vị, vào tối ngày 16 tháng 4, Công an tỉnh Thái Bình đã cho biết căn cứ vào kết quả điều tra vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ và Nguyễn Thị Dương. Cơ quan cảnh sát điều tra hiện đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc với 4 cán bộ. Các cán bộ này bao gồm Phạm Văn Nghiệp, sinh năm 1984, giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư pháp Thái Bình, trung tâm đấu giá, Vũ Gia Thành, sinh năm 1977, đấu giá viên trung tâm đấu giá, Trịnh Thị Minh Thúy, sinh năm 1970, trưởng phòng của trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, Hà Văn Dũng, sinh năm 1984, nhân viên trung tâm phát triển quỹ đất Cả bốn bị can này được cùng bị khởi tố để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoảng 1, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Hiện tại, các cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật.